Dạ vâng. Điện tử Cao Phong xin gửi lời chào các bác và toàn thể anh em đam mê âm thanh và yêu ca hát. Chúc các bác và gia đình luôn sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Sau những giờ lao động vất vả trên con đường mưu sinh cuộc sống, các bác lại đoàn tụ quây quần bên những người thân yêu, bên các thiết bị âm thanh và các bản tình ca mà điện tử Cao Phong hàng ngày hàng giờ test các thiết bị gửi đến các bác và anh em. Trong video ngày hôm nay, điện tử Cao Phong lại lên sóng và test âm gửi đến các bác những chiếc âm ly Boxen SH7200, hàng tuyển chọn rất là đẹp, mặt phay nhôm size 3U, có chế độ chống hú, có chế độ low nốt để các bác hát karaoke và nghe nhạc. Con này là chạy 12 sò lớn, nguồn xuyến tròn, chạy 4 tụ, là mát 2 quạt gió, siêu siêu êm, cực kỳ là đẹp. Đó, rất là đẹp và tiếng rất là hay, tiếng sạch sẽ. Với công suất này thì các bác thoải mái đánh những cặp loa bass 30-40 để nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Đầu tiên các bác ngắm nhìn mặt phay nhôm size 3U. Cái size 3U thì nó dày tầm khoảng 13-14cm. Model là Boxen SH7200. Đây là các chế độ low nốt này, để tăng các cái giải bass tép để các bác nghe nhạc hát karaoke rất là hay. Con này nó có 4 cổng vào phía sau tương ứng 4 nút chọn phía trước, nên các bác liền lúc cắm 4 thiết bị liền như là đầu đĩa, máy tính, điện thoại, laptop, ví dụ thế, các bác không phải rút ra cắm vào, mà các bác chỉ cần bấm chọn đây là các bác đã dùng chuyển đổi thiết bị rất là hiệu quả. Đây là phần echo vang nhại để hát karaoke. Con này nó có tổng 5 ngõ mic, thì có 3 ngõ mic phía trước và 2 ngõ mic phía sau. Đây là chỉnh bass tép cho phần mic tone, nút chống hú này. Đây là chỉnh bass tép cho phần music, 2 volume tổng mic và music. Còn đây là 3 ngõ volume chỉnh riêng biệt cho từng ngõ mic một. Boxen SH7200, mặt phay nhôm và nó nguyên bản hết cả cái tai các bác nhá. Nhiều con về là nó mất tai này, mất cái giá trị thẩm mỹ rất là nhiều. Đây là nguyên bản cả cái tai này. Cái tai này các bác có thể lắp vào tháo ra tùy ý, nó có mấy con ốc ở phía sườn này. Đấy, còn đây là nguyên bản, nó rất là đẹp và hầm hố. Âm đi Boxen SH7200 chạy 12 sò, nguồn xuyến tròn, nguồn đồng và chạy 4 tụ to. Hát karaoke và nghe nhạc rất hay, các bác không cần đầu tư thêm bất kỳ một thiết bị nào. Chỉ cần một chiếc âm ly này, các bác cắm mic và cắm nhạc vào là các bác đi ra loa và nghe nhạc rất là hay, hát karaoke rất là hay. Cái phần echo vang nhại của này nó cực kỳ hay luôn. Đó, đẹp. Bạn nào muốn quan tâm đến nội thất thì nán lại một chút nữa, em sẽ mở nội thất ra để cùng các bác chiêm ngưỡng cái nội thất bên trong của con này. Nó rất là chất luôn. Đó, bây giờ em sẽ quay về phía sau một chút xem. Bắt đầu em sẽ tháo cái nắp này ra để cùng các bác chiêm ngưỡng cái nội thất bên trong của con này. Tiếng rất là hay này, em chích kiểu một chút này. Nó nghe tiếng của nó rất là khỏe và cực kỳ sáng sạch. Đó, không có lọc, không có vang, không cần cái gì cả, chỉ cần một con này thôi. Đó, là các bác nghe nhạc hát karaoke cực kỳ hay luôn. Đó, rất là hay, đẹp. Bây giờ em sẽ quay về các bác về phía sau một chút nhá. Xong nghe tháo cái nắp này ra để cùng các bác chiêm ngưỡng cái nội thất con này. Đây các bạn nhìn thấy 4 cổng vào này. Đấy, tương ứng 4 cổng vào luôn, có cầu chữ U nhá, là mát 2 quạt gió, một quạt gió hút và một quạt gió đẩy, nên quạt gió cực kỳ êm luôn. Các bác bật âm thanh bật máy lên nhưng các bác không nghe quạt gió chạy luôn. Chạy rất là tít, rất là mát nhưng lại rất là êm. Này, mã vạch này, tem mã vạch. Hai ngõ mic phía sau này, con này nó có giới hạn âm lượng. Tức là các bác đặt cho mic và cho music là bao nhiêu tùy ý các bác nhá. Khi nhà có trẻ nhỏ hoặc là người lạ vặn volume đằng trước hết cỡ, không bao giờ quá tải ra loa. Rất là nhiều cầu đấu ra loa này các bác này. Đó, rất là nhiều cầu đấu ra loa nhá. Và bây giờ em sẽ đứng máy các bác chờ em một chút để em tháo cái nắp ra.